Mình tất cả anh em hôm nay thì có thể nói là công ty lại gửi cho mình một kiện hàng anh em ạ, và anh em biết không, trong đây là tất cả đều là đồng hồ Fujitsu. Vâng, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, và những anh em nào đã dùng đồng hồ Fujitsu rồi thì anh em đều biết là chất lượng đồng hồ rất là tốt, đúng không ạ? Và đo thì rất là đơn giản thôi đấy, bởi vì thực ra các thang đo của nó là hoàn toàn tự động, và các thang đo thì anh em thấy đồng hồ thiết kế rất là đơn giản đấy, cho nên là anh em nhìn nó không bị rối rắm như những đồng hồ khác. Đặc biệt là chất lượng đồng hồ thì rất là tốt, ổn định và cho thông tin rất là tin cậy anh em nhé. Và hôm nay thì anh em thấy là tiền hàng cũng tương đối là to, và trong đó là mấy chục chiếc đồng hồ anh em. Vâng, mình nhập một lần rất là nhiều đồng hồ, và anh em thấy là đợt vừa rồi thì anh em ủng hộ mình đồng hồ rất là đông. Vâng, nhiều anh em thì trước đây cũng đã dùng những chiếc đồng hồ đấy, nhưng mà nó rẻ, và theo thì anh em đo bây giờ là nó xuống cấp rất là nhanh chóng, đặc biệt là thông số không còn tin cậy nữa, và anh em bảo là nó đo nó cứ rất là chập chờn gì cả. Vâng, cái chất lượng mà đồng hồ rẻ tiền thì nó chỉ vậy thôi anh em ạ. Rồi, có câu là tiền nào của đấy thôi anh em nhé. Vâng, công ty đóng gói rất là kỹ càng. Và tất cả đồng hồ Fujitsu anh em ạ, chiếc đồng hồ rất dễ sử dụng đấy, anh em mà đã dùng đồng hồ này rồi thì anh em thừa biết rồi, đúng không ạ? Đấy, còn những anh em mà chưa mua đấy thì tốt nhất là anh em nên mua những chiếc đồng hồ phải chất lượng để sau này anh em không phải hối tiếc anh em nhé. Mình chỉ mua một lần thôi được bền. Và những cái thiết bị thường thì anh em biết rồi, cần phải chính xác. Thấy rất nhiều. Có những thì cũng tâm sự với mình là trước đây thì cũng cơ bản anh em không để ý, không biết là mua những cái đồng hồ chỉ cỡ 300 đến 350 400 nghìn là cùng đấy, thế nhưng mà thực ra thì anh em đo một thời gian thì đã sai số rồi. Và với ngày hôm nay thôi thì có hai anh em gọi điện đến là mình cũng đã gửi đi hai chiếc đồng hồ trong ngày hôm nay đấy, thì anh đều tâm sự là thực ra đấy thì ở nhà là vẫn đang có đồng hồ đấy, nhưng mà bây giờ đo nó rất là chập chờn anh em ạ, đo rất chập chờn không ra gì, thông tin đưa ra chả tin, không đáng tin cậy. Những cái chất lượng thì người ta làm cũng thế thôi anh em ạ. Đã không gửi tới anh em rồi thôi, chứ còn đã gửi tới thì anh em biết là chất lượng sản phẩm của mình phải đạt tiêu chuẩn, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ thì anh em thấy một người thợ chữa xe máy ngày nay, đặc biệt là với những xe phun xăng điện tử thế hệ mới, thì anh em bắt buộc là anh em cần phải có máy chẩn đoán lỗi, một chiếc đồng hồ đo điện xịn sò, một chiếc đồng hồ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu cũng phải tốt, đúng không ạ? Và công ty DTD ô tô
đã nhập khẩu phần đồng hồ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu là từ Hàn Quốc anh em nhé, cho nên là chất lượng cũng rất là tốt, tuyệt vời luôn anh em. Vâng, vậy thì một người thợ chữa xe máy ngày nay với những cái xe phun xăng điện tử thì anh em cần phải có những cái thiết bị đo, đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ Kyojitsu, một chiếc đồng hồ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu, cái chiếc đồng hồ 2 trong 1 đấy anh em nhé, đồng hồ nhập Hàn Quốc ấy, là hai chiếc đồng hồ rất là tốt, một bộ máy Motoscantab. Vâng, ngày nay thì mình khẳng định rằng anh em nếu như những chiếc xe ngày nay ấy, khi nó xảy ra có những cái ban bệnh, anh em không có máy anh em không bao giờ làm được, mà khẳng định luôn là không bao giờ anh em làm được nếu như không có máy anh em nhé. Vâng, anh em thấy mình nhập rất là nhiều đồng hồ đúng không ạ, rất nhiều đồng hồ luôn. Vậy thì những chiếc đồng hồ Kyojitsu này anh em ấy khi mua ở chỗ mình là anh em được bảo hành chính hãng luôn nhé. Thì tất nhiên là trên thị trường thì hàng gì cũng vậy thôi, đều có cái hàng nhái, hàng giả, thì anh em cũng lưu ý nhé. Đấy, bởi vì càng những cái phụ tùng đấy, những cái thiết bị mà chất lượng tốt thì thường hay bị làm giả, cho nên anh em hết sức lưu ý nhé. Đấy. Vâng, chiếc đồng hồ này thì quá quen thuộc với kênh của mình rồi. Đấy, anh em xem kênh của mình anh em không lạ gì chiếc đồng hồ Kyojitsu này đúng không ạ? Vâng, rất dễ đo. Đấy, mình có video hướng dẫn cách đo nhé. Anh em nào mua đồng hồ chỗ mình thì mình đều gửi video hướng dẫn vào trong Zalo và anh em xem, anh em đều làm rất dễ. Và anh em nhìn thấy là đặc biệt là trên những thang đo này, đấy, thiết kế cực kỳ đơn giản luôn, đấy, rất dễ đo. Đấy, ví dụ đo điện một chiều thì anh em chọn thang đo điện một chiều, còn các giải điện áp là hoàn toàn tự động. Tương tự như vậy thì đây điện là xoay chiều. Đấy, còn riêng thang đo thứ ba này thì anh em đo được điện trở này, đấy, đo được diode này và anh em đo thông mạch. Đấy, còn đây là đo dung lượng của tụ điện này, đấy, rồi là tần số hertz này, đấy. Còn những cái thang đo này anh em không cần đâu vì nó nhỏ chứ, trị số microampere nó nhỏ quá. Anh em đo milliampere, anh em đo dòng dò nhé. Đấy, rồi đo cường độ dòng điện nạp vào bình ắc quy, đo ampere nhé. Rất đơn giản thôi, anh em thấy không? Không rối rắm như những chiếc đồng hồ khác. Đặc biệt là chất lượng là phải tốt anh em nhé. Vâng, anh em thấy rất là nhiều đồng hồ đúng không ạ? Và mình cũng lên kênh của mình thường xuyên rồi. Thế thì ngoài đồng hồ đo điện thì mình còn cung cấp đồng hồ đo áp suất nhiên liệu và áp suất buồng đốt, một chiếc đồng hồ 2 trong 1. Riêng phần đồng hồ là công ty D3 Auto nhập khẩu từ Hàn Quốc nên là chất lượng cũng tốt anh em nhé. Đây. Vâng, và mình vẫn nói rồi, giá trị nhất vẫn là cái phần đồng hồ. Chứ còn những cái dây mấy cái rắc bằng đồng này thì anh em dùng cả đời nó chả hỏng đâu. Đấy, thì nó là những cái đầu nối bằng đồng chả bao giờ hỏng. Giá trị nhất thì đây chính là cái phần giá trị nhất là phần đồng hồ. Đấy, anh em thấy là đây là đồng hồ là công ty nhập khẩu Hàn Quốc này anh em này. Đấy, chất lượng đồng hồ rất là tốt luôn. Nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng anh em ạ. Đây. Đấy, đây là tem của nhà sản xuất đồng hồ này anh em này. Đây, tem của nhà sản xuất đồng hồ này anh em này. Rất là chi tiết đúng không ạ? Đây là tem bảo hành của công ty DTD Auto, ngày tháng xuất xưởng sản xuất. Đấy, và anh em đều được công ty là bảo hành chính hãng. Đấy, chất lượng thì anh em khỏi phải lo đúng không ạ? Vâng, và như mình nói rồi, ngày nay thì với một người thợ sửa xe ngày nay thì chắc chắn là hai chiếc đồng hồ đo điện và đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất buồng đốt và máy Motoscantab là những thiết bị mà anh em không thể thiếu ở trong cửa hàng của anh em ngày nay đúng không ạ? Và Motoscantab anh em biết rồi, quá hiện đại luôn, quá tuyệt vời luôn. Và anh em thấy là mỗi một lần cập nhật thì máy Motoscantab lại được thêm nhiều tính năng hiện đại. Và anh em nhớ nhá, chuẩn bị anh em còn được cập nhật lên phiên bản 2.6 là hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Và còn hiện tại hiện hành bây giờ đang là phiên bản 2.5
đúng không ạ? Ít nữa anh em sẽ được cập nhật 2.6 là miễn phí anh em ạ. Và máy Montas thì anh em biết rồi, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Tất cả những cái dòng máy khác mà máy Tab có cái gì thì dần dần là những cái dòng máy khác là cứ gọi là bắt chước theo thôi, ăn theo thôi, chứ còn thực ra thì những cái máy khác nó chả nghĩ ra được cái gì cả đấy, chỉ ăn theo thôi, nhưng mà tất nhiên là sẽ không bằng chuẩn chỉ như máy Montas được anh em nhé. Đấy, chỉ bắt chước thì làm sao mà xịn sò như là chính hãng được đấy, điều đó là điều hiển nhiên rồi đấy. Và công ty DTD ô tô luôn luôn là công ty đi đầu trong ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sửa chữa xe máy đúng không ạ? Và bộ máy Montas này chứa trong nó là tất cả những cái công nghệ rất là hiện đại đấy, những cái tinh hoa của kỹ thuật là công ty sẽ ứng dụng vào trong bộ máy Montas này. Và anh em có nhu cầu thì anh em sẽ liên lạc với mình đúng không ạ? Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Rất nhiều chương trình khuyến mại khi anh em mua máy Montas. Và tất nhiên có những anh em có những cái chương trình khuyến mại riêng đặc thù cho anh em khi anh em có nhu cầu nhé. Và anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em. Vâng, và như mình cũng đã nói rồi, đã không cung cấp thiết bị tới cho anh em thì thôi, bởi vì mình thì cũng là một người thợ, cho nên là anh em thấy là luôn luôn là gần gũi với anh em đúng không ạ? Đồ nghề thiết bị là phải chuẩn, chính xác và phải cực kỳ tin cậy. Đấy, phải đảm bảo được những cái thông tin khi đưa ra để cho người thợ phán đoán một cách chính xác. Vậy thì những cái thiết bị như vậy thì anh em cần phải mua những cái thiết bị tốt đấy, chứ không thể mua những thiết bị rẻ tiền được anh em nhé. Và anh em mua máy cho mình thì mình luôn hỗ trợ anh em về kỹ thuật. Đấy, vậy thì để mà hỗ trợ anh em đúng kỹ thuật thì chắc chắn là mình phải được đào tạo bài bản rồi, điều đó là điều hiển nhiên đấy. Và mình cũng là một người thợ đấy, cũng vừa dạy anh em, những anh em tới học nghề trực tiếp chỗ mình đấy. Và mình cũng là một người và trực tiếp chữa xe hàng ngày như anh em, cho nên là tất cả những khó khăn, tất cả những cái ban bệnh, rồi tất cả những cái điều gì nó khó khăn là mình đều nắm được hết, bởi vì mình luôn là người đồng hành cùng anh em. Vâng, vậy thì những anh em mua máy từ chỗ mình đấy, đặc biệt là máy Montas, thì anh em luôn luôn được mình đồng hành hỗ trợ kỹ thuật cùng với anh em nhé. Và mỗi một lần mình hỗ trợ thành công cho anh em là điều mà có thể nói là mình cũng rất là vui mừng, bởi vì mình đã đóng góp vào cái sự thành công cho anh em. Và mình cũng mong muốn là tất cả những anh em mua máy Montas từ nhà phân phối của mình thì anh em cũng đều sử dụng thành thạo bộ máy, làm sao cho nó là tối đa nhất, và anh em sử dụng máy làm sao cho nó khai thác bộ máy hiệu quả nhất anh em nhé. Vâng, vậy thì mọi thông tin anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.